quà lại vậy chị? Hả? Wow, trời đã quá. Cái này có phải là túi của Na Năng Tết Tung Tăng không chị? Còn cái này là máy ảnh Queen có ngay luôn. Đây là iPad Queen biết tuốt nè. Trời, em thích cái này quá, cái này của em, của em. Ủa nhưng mà em có được lấy hết không? Nhưng mà với điều kiện em phải hoàn thành xong thử thách chứ đã. Trời ơi, vừa được làm tỷ phú một ngày mà còn có quà nữa thì sao mà không thử thách được? Đúng, đúng. Bắt đầu thôi. Ôi, lên mình bỗng học ơi. 5 giờ rồi dậy đi. Mai em làm tỷ phú. Không có ai làm tỷ phú mà ngủ tới trưa như em hết á. Vậy là mấy cái phần quà Cool không tìm được chủ nhân rồi. Khoan, bình tĩnh. Cái này là mình về mấy phần quà mình mới dậy thôi nha, chứ giờ này là mình còn ngủ nữa. Theo như mình biết, cái tỷ phú sẽ ngồi thiền khoảng 15 phút mỗi ngày để có thể tịnh tâm lại. Mình chơi lớn 30 phút. Ai vậy? Hả? 15 minutes later. Yeah, hết 30 phút rồi. Làm chết rồi. Ui. Ui. Ngọc mới vừa thiền xong, vừa mới tỉnh tâm xong. Khoan, dừng khoảng chừng là 2 giây. Ngọc mới vừa mới thiền xong, vừa mới tỉnh tâm xong. Bây giờ Ngọc sẽ uống một ly nước để chúng ta có thể thanh lọc lại cơ thể. Thì theo Ngọc nghiên cứu, các tỷ phú thì họ sẽ uống một ngày 2 lít nước lận. Còn nhiều hơn khi Ngọc lượng nước đó. Nên là ở đây Ngọc đã cài chế độ nhắc nhở 7749 cái báo thức. Trời ơi, ghê chưa? Ghê chưa? Để nhắc Ngọc uống nước. Theo thói quen hàng ngày của các tỷ phú á, thì họ sẽ uống một ly cà phê đen vào mỗi buổi sáng, không có một miếng đường nào luôn. Cà phê đen không đường không đá, nóng hổi, vừa thổi vừa uống. Oh no. Bruh. Oh no. Trời ơi, trời ơi, cứu tôi, cứu tôi, cứu tôi, trời ơi. Sao mà nó đắng quá. Sữa Cool vẫn là chân ái các bạn ạ. Mình sẽ tới vai cà phê nha. Người đẹp. Awesome, chân ái của mình đây. I love it. Sao có thích kêu hoài vậy? Chị Ngọc, dậy đi, bó thức reo kìa. Chị Ngọc, dậy đi. Reo cái gì vậy? Lách gì mà uống nước gì kìa. Hoài vậy trời, ngại uống chọc lần uống gì hoài vậy? Thì ai biết, quá đất kêu kìa, dậy đi trời, ngủ gì hoài vậy, để nó dậy. Thì ai biết đâu ở trong list bản danh sách tỷ phú kêu vậy á. Mà chị đang chơi thử thách gì mà phải đặt với thức uống nước kìa. Một ngày làm billion. Một ngày làm tỷ phú. Billion là tỷ. Chị thiếu chữ phú, một ngày làm billion phú. Nhưng mà thì sao mới chơi giờ đó vậy? Thì tại vì chị chơi giờ đó chị mới có quà Cool. Được quà gì mà sao chị phải gian nan thử thách quá vậy? Tua lại đầu video đi rồi biết. Chị đi ngủ tiếp đây. Cool. Bây giờ việc làm tiếp theo của tỷ phú đó chính là viết ra suy nghĩ hiện tại về những việc làm sắp tới. Đây, suy nghĩ hiện tại. Việc làm sắp tới. Suy nghĩ hiện tại của mình là buồn ngủ, đi ngủ. Cái này có được tính không chị? Rồi, mục tiêu tương lai, hoàn thành thử thách, nhận quà Cool. Nhận quà Cool. Đúng rồi, mình là fan chân chính của Cool mà, mình có thành viên kim cương luôn đó. Yeah, xong 10 điểm. Ok, thì theo mình thấy là tỷ phú sẽ đọc sách, thì cái này nó, mình thấy nó khá là hợp lý nha các bạn. Thấy tỷ phú đọc sách thì nó khá hợp lý, tại vì nó giúp cho con người có thêm sự tư duy trong bộ não. Đây, thì đây là hai cuốn sách mà mình nghĩ sẽ hợp với lại tỷ phú. Nghe nó có vẻ chiến lược của chiến tranh và chiến lược của quyền. Cái gì vậy bà nội? Của quyền lực.
My life as a meme. Những cứ như thế này. Đây nó khá là vui nhộn. Hoặc là những cuốn nhỏ nhỏ thôi, ví dụ như là Chưa kịp đến được phải chiến thành phiên bản thứ hai. Mình có phiên bản 1 rồi nhưng mà mình đã đọc xong và mình đang chơi muộn. Đó. Những cái này gì tiếng Anh gì tiếng Việt đó là mình khá thấy rất là dễ thương và rất là hay. Nhưng mà hôm nay mình sẽ đọc cuốn này. Đọc thôi. Thách thứ 8 trong ngày của tỷ phú Lê Huỳnh Bảo Ngọc. Trong những bộ môn thể thao thì Ngọc sẽ chọn môn yoga. Tại vì đó giờ Ngọc cũng có thử qua vài lần với yoga rồi. Nhưng mà Ngọc cảm thấy là lúc đó Ngọc còn nhỏ, Ngọc không biết chậm chậm của môn yoga. Thì hôm nay Ngọc sẽ thử lại nha. Yoga mà. Chị à, em xin lỗi nhưng mà em không có đủ sự kiên nhẫn để mà từ từ được chị ạ. Few moments later. Mệt. Phải nạp năng lượng một số cool thôi. Ủa, vậy là còn thử thách cuối cùng nữa là mình sẽ được nhận quà cool rồi. Yeah. Nhưng mà thử thách cuối cùng của em là gì chị? Mấy cuối hơi bị ca khó nha. Thử thách cuối cùng cũng đơn giản lắm, nhắm mắt cũng làm được à. Là cái gì ạ? Hả? Sao mà đơn giản ngang vậy? Em chỉ cần đi chọc cười với lại làm việc tốt là đâu có gì khó đâu. What? Chọc cười ơi, các bạn nói thiệt á, mình rất nhạt luôn á. Mình không có một cái gì để mà có thể chọc cười người khác được. Mình rất nhạt luôn, mình không hề có miếng muối nào luôn á. Tự nhiên cái hôm bữa chị đi học á, các chị thấy em á, cái em mặc cái bộ đồ mà ở dưới cái quần em mới dính cục mật ở dưới. Cười. Bữa chị ngày hồi đó chị học online á, xong cái chị á đang học á, cái chị lỡ chị bật mấy cái gì chị hát á, chị quên mấy chuyện mấy quần chị đội luôn á. Ủa chị kể gì vậy? Sao chị nhạt dữ vậy? Đúng nhạt. Không có thể nào mà gọi là mình mặn. Thôi giờ nghe thêm câu chuyện nè. Của chị đi mua đồ City Mart đó, xong cái hôm bữa cái chị đi, chị gặp cái nhỏ kia kìa. Ê, chưa, gặp nhỏ kia, trời, nhỏ bạn chị. Wow, trời, vậy là đây là phần thưởng của em hả chị? Vậy là em được chọn bao nhiêu món quà? Vì em hoàn thành thử thách cũng được, nên là em sẽ nhận được các phần, một trong các phần quà từ Quân Tỷ Phú. Ôi, đã quá vậy. Vậy thì em chọn nha. À, bây giờ em sẽ chọn máy ảnh. Tại vì em muốn dùng máy ảnh cool đó lên luôn để chụp những kỷ niệm của gia đình nè. Mình sẽ lưu lại, mình giữ kỷ niệm. Trời ơi, đẹp quá, cái vỏ ngoài cũng đẹp nữa. Mà cái máy này đặc biệt đó, nó có rất là nhiều cái chức năng ở trong này nha. Nó có thể in được luôn, chụp màu được luôn. Thôi, đúng. Đỉnh quá vậy. Bây giờ mình sẽ chụp thử nha. Các bạn ơi, khi mua một thùng Quân Tỷ Phú từ ngày 25 tháng 12 năm 2023 cho tới ngày 28 tháng 2 năm 2024, các bạn sẽ nhận ngay được một bao lì xì may mắn 100% chúng. Và trong bao lì xì may mắn, các bạn sẽ nhận được tiền lấy hên có mệnh giá từ 5.000 cho tới 500.000. Hoặc là các bạn sẽ nhận được một thẻ cào tỷ phú. Trong thẻ cào tỷ phú thì các bạn may mắn sẽ nhận được là túi Quân đa năng, Tết tung tăng nè, rồi máy ảnh Cool có ngay luôn, và cuối cùng là iPad Cool biết tuốt. Các bạn ơi, đừng quên uống sữa Cool, nhận quà Cool và theo dõi kênh Ngọc nha. Còn bây giờ thì bye bye.